Video ngày hôm nay kể về cung nữ có lẽ là may mắn nhất trong lịch sử, trở thành hoàng hậu nhờ sai lầm của thái giám. Cung nữ này hối lộ thái giám để được trở về cố hương, nhưng viên thái giám không rõ vô tâm hay cố ý mà quên bẵng đi mất. Chẳng ngờ, vì sơ sót này của viên thái giám, cung nữ nghèo năm xưa giờ lại trở thành một hoàng hậu quyền lực. Đó là câu chuyện về Đậu Hoàng hậu, thời nhà Hán trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Đậu Hoàng hậu có khuê danh là Đậu Y Phòng, là vợ của Hán văn đế Lưu Hằng, thân mẫu của Hán cảnh đế Lưu Khải và tổ mẫu của Hán vũ đế Lưu Triệt. Bà trải qua các chức vị Hoàng hậu, Hoàng thái hậu và Thái hoàng thái hậu, nắm trong tay quyền lực ít ai có thể với tới được trong hơn 40 năm. Thế nhưng trước khi trở thành hoàng hậu, Đậu Y Phòng lại chỉ là một cung nữ bình thường hầu hạ Lã Hậu, vị hoàng hậu quyền lực từng nắm quyền nhiếp chính và có thể sánh ngang với Võ Tắc Thiên và Từ Hy Thái Hậu trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Lã Hậu chính là vợ của Hán Cao Tổ Lưu Bang và Lã Hậu là hoàng hậu chính thức đầu tiên trong lịch sử phong kiến Trung Hoa. Quay trở lại với Đậu Y Phòng, do có nhan sắc nên dù xuất thân trong gia đình nghèo khổ, vẫn được tuyển vào cung trở thành cung nữ hầu hạ Lã Hậu. Sau khi Lưu Bang qua đời, Lã Hậu trở thành Lã Thái Hậu nắm quyền nhiếp chính, quyền lực hơn người. Để tránh gièm pha, tránh chống đối và vỗ về các vương hầu, Lã Hậu quyết định tặng các mỹ nữ cho các vương gia và cả các con trai của Lưu Bang. Đậu Y Phòng cũng nằm trong số những cung nữ được mang đi làm quà tặng. Khi đó quê hương nàng là một phần thuộc nước Triệu chư hầu của nước Hán, nên nàng đã hối lộ cho hoạn quan để được trở về cố hương. Tuy nhiên vị hoạn quan lại quên bẵng mất, Đậu Y Phòng buồn bã, nhưng nàng biết rằng mọi sự đã được sắp đặt và không thể thay đổi được nữa. Vì vậy đành chấp nhận số phận của mình. Chẳng ngờ, sau khi đến vùng đất mới, Đậu Y Phòng lại trở thành thiếp của Lưu Hằng, con trai thứ tư của Lưu Bang. Nhờ xinh đẹp, hiền thục, hiểu biết lễ nghĩa và sinh được nhiều con, Đậu Y Phòng ngày càng được Lưu Hằng yêu thương. Về phần Đậu Y Phòng, nàng cũng đem lòng yêu và ngưỡng mộ Lưu Hằng vì cảm thấy ông là người tài giỏi và tham vọng. Năm 188 trước công nguyên, bà hạ sinh con trai Lưu Khải. Hoàng tử Lưu Khải sau này chính là Hán Cảnh Đế, người giúp nhà Hán trở nên hưng thịnh trong suốt giai đoạn ông cầm quyền. Có thể nói, sự xuất hiện của nàng cung nữ Đậu Y Phòng đã làm thay đổi vận mệnh của nhà Hán sau này. Khi đó, chính cung của Lưu Hằng đã mất sớm, cùng với 4 người con đầu, Lưu Hằng luôn để trống ngôi vị vương hậu mà không lập thêm ai khác. Đậu Y Phòng thì dù sinh nhiều con nhưng chỉ mang danh phận thê thiếp. Điều này cho thấy Lưu Hằng vẫn còn rất nặng tình với người vợ cũ. Năm 180 trước công nguyên, Lã Hậu băng hà dẫn đến loạn Chư Lã là một chuỗi sự kiện tranh chấp quyền lực trong triều đình nhà Hán. Trong cơn loạn đó, đại thần Trần Bình và Chu Bột nhất trí lập Lưu Hằng lên ngôi, tức Hán Văn Đế. Thời điểm Hán Văn Đế đăng cơ, ông không lập vương hậu nên ngôi hoàng hậu lúc này vẫn còn trống. Con trai Đậu Y Phòng sinh ra Lưu Khải, sau này lại được lập làm Đông Cung Hoàng Thái Tử. Quần thần đã xin hoàng đế chọn người mà lập hoàng hậu và từ đó thì không còn một ai phù hợp hơn. Đậu Y Phòng trở thành hoàng hậu nhà Hán. Hoàng đế cũng ra chỉ ban phát lương thực, lụa là, gấm vóc cho những hộ nghèo khổ, lão nhân 90 tuổi trở lên và trẻ con 9 tuổi trở xuống. Phụ mẫu của Đậu Hoàng hậu mất sớm cũng được truy phong tước hầu. Cùng theo đó, con gái trưởng của Đậu Hoàng hậu là Lưu Phiếu được sắc phong làm Quán Đào công chúa. Sang năm 178 trước công nguyên, con trai út của Đậu Hoàng hậu là Lưu Vũ được phong làm Đại Vương. Đậu Hoàng hậu cũng từ đó mà gặp lại được những người anh em thất lạc từ lâu và bây giờ thì họ đã tề tựu tại kinh thành Trường An. Sau khi trở thành mẫu nghi thiên hạ, Đậu Hoàng hậu nổi tiếng là một người có nhân đức. Năm 141 trước công nguyên, Lưu Khải băng hà thọ 47 tuổi, Lưu Triệt lên nối ngôi, tức là Hán Vũ Đế. Đậu Hoàng hậu được tôn làm Thái Hoàng Thái Hậu. Lúc này do Hán Vũ Đế Lưu Triệt còn trẻ tuổi nên bà đã tích cực tham dự vào chính sự. Bà có ảnh hưởng rất lớn đến những quyết sách chính trị lúc bấy giờ. Khi nghe tin Hán Vũ Đế rất chuộng Nho giáo, Thái hậu rất không hài lòng bởi vì bà là một người vốn chuộng Đạo giáo. Năm 135 trước công nguyên, Đậu Thái hậu qua đời. Tính từ khi về Trường An đăng ngôi Hoàng hậu đến khi qua đời ở thời đại cháu nội Hán Vũ Đế, bà đã sống trong Hoàng cung nhà Hán 45 năm. Cuộc đời của bà xứng đáng là một huyền thoại. Một cung nữ trở thành Hoàng hậu, sau đó là Thái hậu và Thái hoàng Thái hậu quyền lực chỉ vì sơ sót của viên thái giám. Một điều thú vị rằng mẹ chồng của bà, tức là Thái hoàng Thái hậu Bà Cơ, cũng là một người cực kỳ may mắn và sở hữu câu chuyện lên ngôi vô cùng thú vị trong lịch sử Trung Hoa. Không ngờ nhờ chuyện tình một đêm với Hán Cao Tổ Lưu Bang, bà lại sinh ra được hoàng đế và trở thành công thần của nhà Hán. Trước khi là thiếp của Lưu Bang, Bà Cơ là phi tử của Ngụy Vương Báo.
Bà Cơ được một thầy bói phán rằng sau này sẽ sinh ra thiên tử. Sau khi biết tin, Ngụy Vương Báo quyết định không tranh giao với Lưu Bang. Kết quả, Ngụy Vương Báo bị Lưu Bang tiêu diệt. Sau đó, Lưu Bang nạp Bà Cơ làm thiếp. Tuy có nhan sắc nhưng Bà Cơ không được ân sủng, gần như là người vô hình trong hậu cung của Lưu Bang. Trong khi đó, có hai người thiếp của Ngụy Vương Báo cùng nhập cung với Bà Cơ là Quản Phu Nhân và Triệu Tử Nhi lại được sủng hạnh. Cả ba người trước đó từng có hẹn ước rằng ai có được sủng hạnh thì sẽ không quên người còn lại, nhưng hai người này thực sự là đã bỏ mặc Bà Cơ. Đến năm 203 trước Công Nguyên, khi Hán Cao Tổ ở Cao Linh Đài, Quản Phu Nhân và Triệu Tử Nhi đi theo hầu hạ. Cả hai trò chuyện và giễu cợt về lời hẹn ước khi xưa với Bà Cơ. Hán Cao Tổ Lưu Bang nghe thấy bèn hỏi rõ sự tình, biết chuyện và cảm thấy thương xót nên tối hôm đó, Lưu Bang đã cho gọi Bà Cơ đến mà sủng hạnh. Thật không ngờ, sau một đêm duy nhất đó, Bà Cơ có thai và sinh ra Lưu Hằng. Lưu Hằng chính là vị hoàng tử thứ tư của Lưu Bang. Đến năm 196 trước Công Nguyên, sau khi bình định xong quân làm phản ở phía Bắc, Hán Cao Tổ Lưu Bang đã lập Lưu Hằng khi đó mới 6 tuổi làm đại vương đóng đô ở Tấn Dương. Một năm sau thì Hán Cao Tổ qua đời, Thái tử Doanh, con của Lã Hậu, lên ngôi hoàng đế, tức là Hán Huệ Đế. Lúc bấy giờ đại quyền của nhà Hán đều nằm trong tay của Lã Hậu. Lã Hậu đã ra tay chèn ép những vị phi tần từng được Lưu Bang sủng ái. Ngoài ra còn bức hại nhiều hoàng tử con trai của Lưu Bang. Lúc bấy giờ vì muốn tránh khỏi mâu thuẫn nên Bà Cơ đã cầu xin được ra khỏi cung để trở về đất Phong cùng với con trai là Lưu Hằng. Do chưa từng làm mất lòng ai nên Lã Hậu đã đồng ý để cho Bà Cơ đi tới nước Đại với con trai. Bà Cơ nhờ vậy mà được xuất cung, sống yên ổn, trở thành Đại Vương Thái Hậu và được sống bên con trai. Sau khi Lã Hậu qua đời, các vị quan trong triều cũng đã lật đổ sự thống trị của gia tộc họ Lã. Sau đó họ bàn bạc về việc đưa người con nào của Hán Cao Tổ Lưu Bang lên ngôi. Và sau khi suy xét, họ thấy rằng Lưu Hằng, người con trai duy nhất của Bà Cơ là người phù hợp nhất để kế vị. Cùng năm đó, Lưu Hằng lên ngôi hoàng đế 23 tuổi, sử gọi là Hán Văn Đế. Bà Cơ nhờ vậy cũng được tôn làm Hoàng Thái Hậu. Lúc này, lời phán năm xưa cho rằng Bà Cơ sinh được thiên tử cuối cùng cũng đã trở thành sự thật. Đúng là cuộc sống thì luôn có nhiều điều thú vị, nhiều điều bất ngờ. Có những bất ngờ đưa người ta đến may mắn, nhưng cũng có những bất ngờ khiến cuộc sống sẽ sang hẳn một hướng khác.